vun trồng những mầm xanh tri thức, chắp cánh cho những ước mơ hoài bão. Và cũng đã có biết bao nhiêu những thế hệ học trò trưởng thành từ mái trường thân yêu này. Cuộc sống đã cho em bao ước mơ màu hồng, cho em bao khát vọng, cả tình yêu mênh mông. Mời quý vị cùng đến với bầu trời ước mơ rộn rã âm thanh và tràn ngập sắc hoa của các em học trò qua bài hát Ước mơ hồng, nhạc và lời Phạm Trọng Cầu, biểu diễn Bích Diệp và nhóm múa Những Nốt Nhạc Sinh. Thank you.
chỉ thơ, tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ. Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển, xanh trời xanh của những giấc mơ. Tôi bay giữa màu xanh dài phố, từng thấp từng cao, chiều dài chiều rộng. Ôi Việt Nam, ôi Việt Nam, yêu suốt cuộc đời, ngày mới đúng mong.
Lãnh đạo quỹ tín dụng nhân dân An Viên, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp,
nhà sư chùa Đông Cao, các nhà tài trợ, các doanh nghiệp và những người con quê hương cùng ban đại diện, hội cha mẹ, phụ huynh học sinh tới dự đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía đại biểu của ngành giáo dục xã An Viên, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phan Đăng Lâm, nhà giáo ưu tú, ông Trần Văn Đạt, ông Nguyễn Văn Thịnh, bà Lê Thị Thanh Xuân, nguyên là hiệu trưởng của trường trung học cơ sở xã An Viên, các đồng chí trong ban giám hiệu của trường tiểu học, trường mầm non, các thầy giáo, cô giáo từng công tác giảng dạy tại trường, các cựu học sinh đã từng học tập ở tại nhà trường và đã trưởng thành, cùng thầy và trò trường trung học cơ sở An Viên tới dự đầy đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu tới dự buổi lễ của chúng ta hôm nay còn có các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm là người con quê hương đang học tập, công tác ở khắp mọi nơi như Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Dương, thành phố Hưng Yên. Mặc dù công việc rất bận, song cũng đã tạo mọi điều kiện thu xếp thời gian công việc về dự buổi lễ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, sự có mặt của các cơ quan thông tin, thông tấn báo chí, đài phát thanh truyền hình của tỉnh, của huyện, các đồng chí đại diện cho các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trong toàn huyện, ban giám hiệu của 8 nhà trường, cụm tiểu học, cụm Nhật Tân, lãnh đạo 18 xã thị trấn trong huyện, các doanh nghiệp, những người con quê hương, các vị đại biểu trong xã An Viên, các thầy giáo, cô giáo đã từng công tác và giảng dạy và các em học sinh tới dự là niềm cổ vũ động viên để buổi lễ đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức buổi lễ, tôi xin trân trọng cảm ơn, kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc các em học sinh học giỏi, chăm ngoan, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ và học sinh trường chuẩn quốc gia. Chúc buổi lễ đón bằng công nhận trường trung học cơ sở An Viên của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn. Tôi xin được thông qua chương trình của buổi lễ. Một là công tác tổ chức, hai là diễn văn khai mạc, ba lãnh đạo cấp trên tặng hoa và chúc mừng, bốn báo cáo kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia, năm công bố quyết định trao bằng công nhận trường chuẩn quốc gia, sáu là lãnh đạo cấp trên phát biểu, bảy đại diện các thầy cô giáo phát biểu, tám đại diện một cựu học sinh nên phát biểu cảm tưởng, chín là lãnh đạo xã phát biểu và bế mạc. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, và sau đây để mở đầu cho chương trình của buổi lễ trọng thể này, thay mặt ban tổ chức buổi lễ, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đỗ Ngọc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân xã An Viên lên đọc diễn văn khai mạc buổi lễ. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu cùng các vị khách quý, kính thưa các thầy các cô trường trung học cơ sở An Viên, thưa các em học sinh thân mến, trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối thu đầu đông Nhâm Thìn, Đảng bộ và nhân dân xã An Viên cùng với cả nước đang tích cực thi đua nước rút hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2012 để lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn 22 tháng 12 ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 20 tháng 11 ngày Nhà giáo Việt Nam và chào mừng năm mới 2013. Hòa chung khí thế ấy, hôm nay ngày 4 tháng 11 năm 2012, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Trường Trung học Cơ sở An Viên trọng thể tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận Trường Trung học Cơ sở An Viên đạt chuẩn quốc gia. Đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với Đảng bộ, nhân dân, các bậc phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo và các em học sinh của xã An Viên nói chung và Trường Trung học Cơ sở xã An Viên nói riêng, đồng thời đánh dấu mốc son lịch sử của sự trưởng thành đi lên trong sự nghiệp giáo dục của xã An Viên và Trường Trung học Cơ sở An Viên. Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Trường Trung học Cơ sở xã An Viên, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục tỉnh Hưng Yên, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân huyện Tiên Lữ, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các ban ngành đoàn thể của huyện Tiên Lữ, các vị đại biểu khách quý, các thầy các cô,
các em học sinh trường trung học xã An Viên mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Kính thưa các vị đại biểu cùng các thầy các cô, thưa các em học sinh thân mến, xã An Viên là xã có truyền thống hiếu học, trải qua năm tháng và thăng trầm của lịch sử, sự nghiệp giáo dục của xã An Viên luôn luôn được giữ vững và phát triển.